Vài năm trở lại đây, cây ớt sừng vàng châu Phi đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bởi năng suất cao, giá bán ổn định. Tuy nhiên, hiện nhiều nông dân lại phải lao đao vì bệnh thán thư trên cây ớt. Theo nhiều hộ trồng ớt sừng vàng châu Phi cho biết, bệnh thán thư chỉ xuất hiện trên cây ớt vào những tháng mùa mưa. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay diễn biến khá phức tạp, bệnh thán thư xuất hiện ngay trong cả mùa nắng nóng. Bệnh xuất hiện trên ớt ở giai đoạn trái gần ngày thu hoạch, làm cho trái ớt bị thối hoặc khô lại, không thể bán. Trồng gần 2.000 cây ớt, nếu như những vụ trước, chị Võ Thị Vẹn ở ấp Tân Thành, thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, thu hoạch gần 5 tấn trái. Nhưng vụ này, chị mới thu hoạch chưa được 1 tấn trái, thì ruộng ớt bị bệnh thán thư tấn công. Số ớt còn lại đành phải mất trắng. Mặc dù phun nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi. Giá ớt hiện cũng ở mức khá thấp, chỉ khoảng 7.000 đồng 1kg, thấp hơn 20.000 đồng 1kg so với cách đây 2 tháng. Chị Vẹn ước thiệt hại trên gần 30 triệu đồng.